cha rồi đẹp mà anh em mấy người chị Sài Gòn đó có tìm thấy cái hình Quân Tấn lên tìm cái ngày số đi thôi Quân Tấn em giờ không biết nói gì hết. Ở đây là hình ảnh anh Tấn, một người đàn ông thất lạc với gia đình của mình hơn mấy mươi năm qua. Và chiều hôm nay thì mình có cuộc hẹn với anh, bắt gặp hình ảnh của anh đó là đang chắp tay khấn nguyện mẹ Quan Âm để mà có thể sớm tìm được người thân của mình. Và hình như là có lẽ là anh đang khóc đó mọi người. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ có một cuộc hẹn với lại một người anh. Và trong cuộc hẹn này thì anh cho rằng là anh bị thất lạc gia đình hơn mấy chục năm nay. Cuộc sống của anh thì cứ lang bạc gài đây mai đó lo cuộc sống mưu sinh. Vì cái cuộc sống mưu sinh khó khăn anh chưa có điều kiện gặp lại những người thân thương nhất của mình sau sự cố của gia đình, với mong muốn là gặp lại những người thân yêu nhất của mình sau gần ấy năm cái thất lạc. Cô bác của anh chị cùng nghe em tâm sự về cuộc đời của anh cũng như là việc tìm kiếm những người họ hàng ruột gà máu mủ của mình ha. Và phía trước hình ảnh của cô bác của anh chị cũng như là tất cả các bạn là anh Tấn, một người đàn ông. Hiện nay thì anh cũng đã thất lạc gia đình của mình. Các anh em của anh là phải di chuyển từ miền Bắc vô Sài Gòn này. Tuy nhiên thì hiện nay thì anh Tấn đang sinh sống và làm việc tại xã Tắc Vân, anh Tấn hả? Dạ, Tắc Vân. Xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau. Thì anh Tấn có điện thoại cho Bùi Hồ rằng là anh muốn tìm lại những người thân của mình. Vì đâu đó anh trôi dạt về tận đến vùng đất mũi này. Thì để hiểu rõ thêm, anh có thể chia sẻ cho em cũng như tất cả mọi người có thể biết về vì sao lại thất lạc với anh em dòng họ của mình cũng như là ba mẹ ruột của mình, cho hoàn cảnh của mình, anh Tấn ha. Rồi em mời anh. Lúc đó đi ông bà Nguyễn Văn Ninh ông dẫn thằng anh đi. Cả lúc đó là anh em cạo đầu ba giá chứ, ba bốn người vậy đó, có chớp kêu bằng ba giá chứ, ở đầu đất chùa. Anh là tên gì? Nguyễn Văn Tấn. Anh Nguyễn Văn Tấn. Anh hôm nay là bao nhiêu tuổi? 46 tuổi. Dạ. Đây. Cha thì Nguyễn Văn Ninh. Ba là Nguyễn Văn Ninh. Anh thì Nguyễn Văn Tâm. Dạ. Ba anh thì lúc anh đi về đây là anh đi với mẹ hay là đi sao? Với mẹ. Vì sao anh với mẹ anh lại đi xuống tới tận Cà Mau này? Thì cuộc sống khổ đó Sài Gòn, ổng cả cự lộn đó mới cuốn gói đi xuống đây. Là dẫn con đi đó, lúc đó có bầu sanh ra là không biết ai chứ. Vậy là lúc ba với mẹ anh có mâu thuẫn với có nhau? Có mâu thuẫn nhau. Thì mẹ rồi anh đi. Mới dẫn anh đi xuống. Đi xuống đây. Xuống tận Cà Mau này. Tận Cà Mau này. Còn ba anh thì ở trên Sài Gòn. Sài Gòn. Ba rồi. Với mẹ anh có tổng cộng bao nhiêu người con? Thì giờ là bốn người. Bốn người rồi ổng với bà về Cà Mau này ở một thời gian rồi có mâu thuẫn gì đó rồi ổng nó đi uống cà phê rồi ổng dẫn hai thằng kia đi rồi bỏ thằng này lại chứ. Vậy là anh với ba với mẹ anh có bốn người con? Bốn người con. Anh là thứ mấy? Út. Anh là thứ Út. Còn ba người còn lại là anh chị còn sao? Còn ông anh thứ hai cũng bị tâm thần không biết biết gì rồi, gửi với hai thọ với á. Anh thứ hai bị tâm thần. Lâu chưa? Lâu rồi, mười mấy năm rồi. Tên gì? Là Nguyễn Văn Trí. Nguyễn Văn Trí đang ở đâu? Đang ở trại giam hai thọ với nhà nước ở dưới mình á, khi điện đạm nhà nước nuôi cái dạng hoàn cảnh nghèo giống như cô đơn bỏ ông bụi đời này vô trại tâm thần nhà nước nuôi, có chết thì nhà nước chôn luôn, mình khổ quá không có nhà cửa nữa. Mẹ anh tên gì vậy? Mẹ thì Ngô Thị Tính. Ngô Thị Tính. Lúc mà ba với mẹ anh chia tay thì lúc đó anh bao nhiêu tuổi? Lúc đó là 3 tuổi. 3 tuổi. Mẹ anh một thời gian là đi, có mang anh là phải đi về đây hả? Phải về đây. Thì ba anh sống ở dưới này là bao nhiêu năm mới về lại Sài Gòn? Lúc đó con không nhớ, không biết luôn. Cũng nghe mấy người mang máng ở đậu nhà ông này, ông nói vậy thôi.
Anh hai của anh á thì bị tâm thần, đang ở trại giam U Minh. Trại giam U Minh. Nhà nước anh nuôi. Anh ba đi theo cha. Đi theo ba cha, anh ba là tên Nguyễn Văn Tâm. Nguyễn Văn Tâm. Anh thứ tư. Anh thứ tư là, ủa anh thứ tư hả? Nói coi đây, Út thứ tư. Anh kể ra từ từ lớn đến nhỏ đi. Không, từ lớn đến nhỏ là em là Út đó. Dạ. Út. Còn ông thứ ba là ông bị tâm thần à. Dạ. Kể với hai thọ mới mấy chục năm nay à. Ông hết biết gì luôn, vợ bỏ khùng luôn. Chỉ biết gì ở Sài Gòn thôi. Chỉ nghe người ta, mấy người lớn tuổi người ta nói ở đậu nhà ông này, ông nói trời mấy người chị mày bắt cái năm tư kinh doanh bất động sản Sài Gòn giàu lắm mà không đi chảnh tìm đi. Nói giờ có biết ai đâu tìm. Hồi đó có đi mấy lần lên chảnh rồi nó kêu làm hồ sơ hình bà già rồi, chụp hình bà già rồi gửi lên chảnh, tới giờ dịch bệnh mấy giờ đó, tới giờ mất liên lạc luôn. Anh có hình ảnh nào của ba anh? Không có ba mà có hình ảnh bà già không à? Có trong điện thoại không anh? Không có luôn, có để nhà. À, có hình em nó đi là ba đi ngày xưa đâu có nhớ đâu. Nói là có lúc đi là cạo đầu bà giá đi á. Không biết ông có tổ chức đi vượt biên hay chết chóc hết cho mình cũng không biết, tới giờ không biết luôn. Theo lẽ nghĩ là có chết không chứ còn sống là ông về đây ông kiếm à. Mẹ anh mất lúc bao nhiêu tuổi? Mẹ lúc mất lúc 70. 70 tuổi. Anh có nhớ rằng là lúc ba anh bỏ đi là ba, là anh 3 tuổi thì lúc đó mẹ anh bao nhiêu tuổi không? Không nhớ luôn. Không nhớ. Cái đó là nghe mấy người lớn người ta kể lại phỏng phỏng gì thôi, mình nghe vậy thôi chứ ngoài ra không biết gì hết trơn á. Nói chung cuộc sống bây giờ sống do trời thôi, buồn khóc không, mấy năm trước khóc không, chưa vợ con khóc không, lấy bên vợ làm dòng họ. Nói tại sao mà dòng họ mình lẽ chết hết trơn, không còn ai, còn mình nên mình khẩu đứa tới chuyện đời chứ. Anh lập gia đình lâu chưa? Lập gia đình á, để coi năm 27 tuổi. Năm nay anh bao nhiêu rồi? Năm nay 46. Năm nay 46. Cũng 20 năm mà. Ừ, có cặn đem hình không kia con đem xuống. Ừ. Chút xíu nữa anh nói với con anh đem hình của mẹ anh lại giùm em. Tí xíu đi rồi sao? À, chút xíu nha. À. Rồi anh với vợ anh có mấy người con? Có một đứa một à. Có một đứa một. Còn ở đầu quên chợ nữa. Hiện nay anh sống với cái nghề gì? Nghề đi làm thuê làm mướn vậy đó. Sống coi như đậu là sống với chợ ai thuê gì đi mướn làm vậy đó. Tháng được 5 triệu. Giờ hiện tại giờ đi chở ga mướn cho người ta tháng được 5 triệu. Anh có nghe mẹ anh kể rằng là ngày xưa thì ba anh làm cái công việc gì không? Rồi mẹ anh lúc đó làm cái công việc gì để nuôi cả gia đình? Không, hồi đó là ba trên Sài Gòn cũng còn làm thầy, cũng còn đương việc, cũng làm thầy á. Thì ông nuôi mẹ rồi thời đó không biết cho dạc sao tự nhiên xuống đây khổ sở vậy đó. Rồi nói chung là lúc mẹ mạnh giỏi hỏi mẹ dòng họ đâu nội ngoại, bà nói dòng họ chết hết, có hai mẹ con đừng có hỏi nữa. Rồi không biết ông với bà có hận thù gì, bà không nói. Chắc có buồn phiền nữa. Bà nói là cứ chết rồi, mày lo đi kiếm tiền đi, đừng có hỏi dòng họ mày nữa. Rồi tới ngày bà nhắm mắt xuôi tay rồi là không biết gì luôn. Coi như nói cuộc sống giờ, tới giờ sống con không đi tìm ai chứ. Nhờ có chương trình thì mới tìm kiếm anh hỏi thăm vậy thôi, chứ giờ cũng ngồi kim đáy biển chứ không biết sao nói nữa. Nhưng mà vì sao đến thời điểm bây giờ anh mới đi tìm? À, nói chung khổ, anh lo đi làm thì coi như là có vợ con đủ sống qua ngày thôi. Rồi quậy qua bị tai biến nữa. Anh bị tai biến? Tai biến mới hết nữa nè. Chứ hồi mấy năm trước là đi lôi xe. Đi lôi xe. Rồi thời gian bị tai biến, bây giờ lớn tuổi rồi đi xe hết nổi rồi. Mới về quê. Mong muốn của anh là gặp lại các anh em của mình. Ờ, gặp lại thôi, coi như coi cho biết sống chết ngày sau thôi, giờ khổ quá. Mấy anh giúp đỡ vậy thôi chứ giờ không biết nói gì sao nữa. Dạ, anh có nhớ rằng là ba mẹ anh sống ở tỉnh nào của phía Bắc không? Nói Bắc Nam Tư thôi, không biết tỉnh nào nói Bắc Nam Tư mà nó khổ lắm, nơi ăn phay mì ra muốn gì khổ, sợ lũ lụt lắm. Bả vô đây bả gánh nước mướn không? Tới ngày cũng chả hiểu cho bả chết rồi. Ủa, quê quán của mẹ anh để ở đâu anh không có biết không? Không biết, nói chung là không có giấy tờ, ở đậu đất chừa. Bữa nay ở nhà ông này vài năm đi đầu lần xá chạy giống như bụi đài vậy đó. Có, bây giờ mới đây, mới về trụ hình, ấp xã nó kêu về địa phương sống đi. Tại vì bỏ xứ đi mấy chục năm nay, đi Bình Dương, Sài Gòn làm thuê làm mướn á. Đi buồn, nói chung là chủ yếu đi làm sao mà để kiếm vài chục triệu để cắt nhà, lo cho tặng kiếm chỗ nương náo, cúng thờ cúng bà già thôi. Hiện tại giờ bà già chết để ngoài mã thờ đốt nhang luôn, không có nhà cửa. Ở đậu quên vợ nữa.
Ở đậu bên vợ nữa. Ừ, ở đậu bên vợ, lấy bên vợ làm dòng họ. Nói chung là không có dòng họ, nội ngoại giờ không biết ai luôn. Bây giờ hy vọng tìm mấy anh ra là với mấy người chế là biết có 4 người anh, 3 người anh vậy thôi. Người ta nói phỏng phỏng là lúc đó mày mới đi 3 tuổi, ông già mày không dẫn đi. Rồi mấy người sớm nói là có thể ông tổ chức đi vượt biên. Ủa nói vượt biên thì chết là mên ổng chết thì anh, còn nội ngoại cũng có lòi nghe mấy người chị Sài Gòn chứ bộ không lẽ dòng họ chết hết trơn. Cái gì người ta kêu đi tìm hoài có biết đường đâu mà tìm. Anh em là trai hết hay là có nữ? Có trai có gái luôn. Tới mười mấy người. Mà hiện tại giờ là nhớ trong đây là vô trong tắc chân này là có 3-4 người thôi. 4 người là đi xuống đây cùng với cùng cha. Với cha với mẹ luôn. À có nghĩa là anh em của anh cũng nhiều. Nhiều. Nhưng mà đi ở Sài Gòn là một mớ. Ở tắc chân Cà Mau này có 4 anh em thôi. Chứ cha với mẹ thôi. Rồi ông vợ buồn bã, ông nói đi uống cà phê vậy đó. Ông nói hồi đi uống cà phê. Rồi ông dẫn mấy con đi tới giờ mắc tin tức luôn. Ông kêu liên lạc hồi đó giờ không có giấy tờ vậy đó. Có nghĩa là em hiểu rồi. Là ba mẹ anh có nhiều người con. Ờ. Tuy nhiên là khi mà mẹ anh đi xuống đây á thì ba anh lại cùng với ba anh em cùng với lại 40 người con, 4 anh em đi xuống đây. Đi xuống đây. Và lúc mà ba anh bỏ mẹ anh đi lại Sài Gòn á thì anh còn quá nhỏ nữa. Quá nhỏ, ông dẫn đi không biết mấy người Sài Gòn. Dẫn mấy người anh của anh đi. Dẫn mấy người anh này nhỏ quá cái dạng không có làm nên trò trống đi theo công đúng cơm đúng sữa ông bỏ lại với cho bà già. Rồi ông nói đi uống cà phê rồi ông bỏ đi tới bà già, bà già bỏ đi tới giờ luôn. À, là không lời từ biệt luôn. Không lời từ biệt luôn, rồi không có hồi âm gì luôn. Rồi cái đầu mấy người sớm nói con lẽ ông đi tổ chức đi vượt biên chết hết là sao. Tôi nói ủa chết hết, còn mấy người chị Sài Gòn mấy người đó đâu có đi đâu. Xong mà liên hệ mấy người chị Sài Gòn đây có không biết mình luôn. Tại vì đi lúc trong bụng mẹ đâu có sanh mình ở Sài Gòn, sanh mình ra đây là không biết ai hết trơn. Nói chung là sanh ra là giống như con bà Phước không biết ai đó. Như ở đậu đất chùa, ở đậu trường học, ở đậu tới sống tới giờ này. À, trước giờ cứ sống lang bạc, lang thang vậy đó. Chứ ở chỗ này vài năm, di chuyển chỗ khác vài năm vậy đó. Ở chỗ trường học, nhà quan, ở đầu chùa, đầu chuyện, cây xối, nhà mồ rồi đó. Mấy chỗ xe chôn, nhà vàng, đám ma, mấy chỗ ma cỏ rồi đó. Đất quan này, hai mấy con vô cắt chòi ở đại vậy đó. Rồi vài năm nữa phóng lộ, người ta đuổi đi hoài vậy đó. Trước đây mẹ anh đi xuống Cà Mau này sống ở xã Tắc Vân này hay là ở U Minh? Ở Tắc Vân này. Ở xã Tắc Vân này luôn hả? Tắc Vân này. Tắc Vân này ba ở cũng lâu đời vậy đó. Lúc mà ba anh là xuống là cỡ cùng với mẹ với anh ở Tắc Vân này luôn hả? Tắc Vân luôn. Lúc đó địa danh anh có nhớ rằng là địa danh ở xã Tắc Vân này nó có tên khác không? Ngày xưa thì nó là nếu như mà lúc mà mẹ anh đi thì cái tỉnh này gọi là cái tỉnh Minh Hải gần của Cà Mau với Bạc Liêu. Đúng rồi, Bạc Liêu Minh Hải là cái trung tỉnh với Bạc Liêu luôn. Đúng rồi. Rồi sau này mới ở đây là Cà Mau. Hồi lúc trước Cà Mau và Bạc Liêu trung tỉnh. Anh có nhớ cái địa danh này lúc trước kêu gọi là gì không? Địa danh lúc trước là Minh Hải, tỉnh Cà Mau. Còn tỉnh Minh Hải. Ờ, cũng Minh Hải luôn. Thôi thì bây giờ để mà cho gõ nhất thì anh sẽ điện cho con mình ra. Để mà nói với con của mình đem cái tấm hình của bà ngoại ra. Ha, bà nội chứ. Đây là cái tấm hình của mẹ anh hả? Mẹ, Ngô Thị Tính đó. À, anh nói mẹ lúc mất, lúc năm bao nhiêu tuổi? Lúc, ôi mẹ mất hả? Lúc đó không nhớ nhiêu tuổi mà mười mấy năm rồi. Tấm hình của mẹ anh Tính, anh Tấn. Mẹ là bà Ngô Thị Tính, cha thì Nguyễn Văn Ninh. Anh là Nguyễn Văn Tấn. Nguyễn Văn Tấn, yeah. Mấy người anh này Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn nha. Giờ quên rồi, hồi đó nhỏ quá mà đúng không anh? Ờ, nhỏ lắm. À, có mấy tấm thằng anh Tấn? Có, nó đem xuống như đây nè. À, này là lúc đám tang đúng không? Lúc đám tang mà dạ đó. Mày anh ngày xưa hả? Ừ, hồi lúc mới cưới vợ bà già chết á. Lúc đương thời nè, mẹ anh theo đạo Phật hay công giáo? Đạo Phật. Đạo Phật. Đạo Phật. Mà sau này bà khổ với dạng bà vô chùa bà làm công quả á. Vô nhà thờ. Vô nhà thờ làm á. Mình nhớ là Nguyễn Văn Tâm, anh Nguyễn Văn. Cha mẹ trước, cha mẹ. Cha thì Nguyễn Văn Ninh, mẹ thì Ngô Thị Tính. Anh thì Nguyễn Văn Tâm. Anh làm đoạn clip này. À, thì có thể liên hệ với anh Tấn qua số điện thoại nào? 0949 358
0930 0949 358 930 930. Đây là số điện thoại của anh Tấn đang ở xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Anh nói là sao anh muốn khóc luôn rồi. Nhiều muốn khóc thiệt đi, khóc gì nữa. Sao muốn khóc? Hả? Nhớ nhớ anh em hay là sao? Nhớ. Là tuổi cho số phận của mình. Nhớ anh em mình tuổi cho số phận đó, mà mình nghĩ rằng sau đây đó sát bên mà không ai biết kiếm ai gì chứ. Anh cũng đã lang bạc lâu rồi. Dạ, muốn nhờ mấy anh giúp đỡ cho em tìm lại dòng họ cho mấy người anh thôi. Nguyện vọng là nhìn lại. Nguyện vọng nhìn lại mấy người anh thôi. Hôm nay thì có mặt tại xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau này á, thì em cũng chia sẻ đoạn clip này, cũng mong những cái duyên lành nó sẽ đến với anh và chúc cho anh sớm có ngày tìm lại được những người anh của mình sau hơn mấy mươi năm thất lạc. Biết đâu thì sau lưng anh có tượng mẹ Quan Âm kìa, có thể mong rằng thì mẹ có thể phù hộ anh để anh sớm gặp lại những người nấm ruột của mình. Thất lạc cũng rất là lâu rồi, tại vì từ ngoài Bắc mà đi xuống tận đất mũi mà bôn ba gần ấy thời gian thì nó cũng đủ để mình gọi là để mà có một cái động lực đi tìm. Gì anh nói rằng là vì cái cuộc sống của mình mưu sinh á mà mình quên đi cái việc tìm người thân của mình. Đúng rồi, quên tìm người thân, giấy tờ không có, nó không quan trọng giấy tờ luôn, chủ yếu đi kiếm tiền không. Dạ, chủ yếu là kiếm tiền để mưu sinh trang trải qua ngày mà quên đi tìm người thân. Hôm nay thì cuộc sống nó đỡ đỡ hơn đi xíu thì anh nhờ các anh em tụi mình để chia sẻ hơn, chia sẻ lại cho mọi người biết được. Và cũng rất mong á cô bác quý anh chị khi mà xem được đoạn video clip này sẽ chia sẻ để cho anh Tấn có thể sớm tìm được những người thân thương nhất của mình. Thì còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác anh chị ở video clip sau ha. Chào anh Tấn ha.